chào đại gia đình và những người bạn thân yêu của Thống nhé. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới, chúc được tràn đầy sức khỏe và được mời sự lành bình an trong cuộc sống. Thì hôm nay cũng tiếp tục hành trình đi săn ong mật, nhưng mà thời tiết hôm nay rất là xấu nha mọi người. Đó. Trời đã sắp mưa, mấy ngày hôm nay thì trời cũng đã mưa và ngày hôm nay thì cũng đồng trời cũng sắp mưa rồi. Đó. Nhưng mà đứng ở bên này thì nhìn qua bên kia thì Thống đã phát hiện một cái tổ ong, nó vào đó nha các bạn. Đó. Chắc là ở trong màn hình thì mọi người không thấy được, nhưng mà đứng bên này thì nhìn sáng thì Thống thấy ong thở vào ra rất là đông, hình như là ở bên gọc cây bằng lăng mọi người ạ. Thì bây giờ Thống sẽ đi lên cầu qua đó và quay cho mọi người xem nhé. Thì mọi người đang theo dõi video của Thống, cho Thống xin một like, một đăng ký. Thống xin chân thành cảm ơn đến mọi người rất là nhiều. Thống đã qua suối, qua bên này đây nha các bạn, ở trong cái lùm này nhá. Nhưng mà bây giờ Thống sẽ vào đó để tìm xem cái cửa tổ nó nằm ở đâu nhá. Đấy, quân nó tỉa lên tỉa xuống rất là đông, hy vọng là sẽ có mật nha mọi người. Rồi, chính xác 100% rồi. Ông thờ đi lấy phận hóa về rất là đông. Mà dù sao thì vẫn hy vọng là sẽ có mật nhá. Tại vì đi săn mật thì mình phải luôn hy vọng là có mật. Mà chắc chắn là sẽ có mật nhá. Nhiều hay ít mà thôi nha mọi người. Giờ Thống sẽ dọn dẹp cái chỗ này và hun khỏi một chút. Giờ Thống sẽ cận cảnh quay cho mọi người xem nhá. Bây giờ Thống sẽ tiến hành đào ra nha các bạn. Đây cũng sắp mưa đây các bạn ạ, không biết được kịp hay không. Chắc con nào mà giữ cái động đá này đây. Ta thấy nha các bạn. Rồi, sắp tan đây các bạn ạ. Nhìn hơn một chút khỏi. Ta thấy bánh tổ đấy nha các bạn. Bánh tổ nhưng mà chưa thấy mật nhé. Đó. Chưa thấy mật nha các bạn. Rồi, mật chắc là nó nằm ở phía trên.
Rồi phía trên vẫn chưa thấy mật luôn. Cảm giác thấy buồn đấy nhé. Mình hở một chút khỏi rồi. Wow. Da đây các bạn ạ. Bánh tổ nó đây da rất là da rồi. Bỏng được rất là nhiều. Buồn đấy các bạn ạ. Hy vọng là những miếng trong sẽ cho có mật chứ, còn hai miếng ngoài này thì chưa thấy. Trời hơi tối, sắp 10 đến hơi tối các bạn. Ủa này. Bánh tổ giòn này. Nhưng mà miếng trong nha các bạn. Đấy, hàng nằm ở phía trong nhá. Đó. Đây, mặt này đây. Thế này là mật cả quan này. Mật đấy. Bây giờ thông lấy cái dao này, thông cắt ở phần trên này, còn lát nữa thì thông lấy cái dấu thải thông mới lạch mật nha mọi người. Không phải dùng dao này để lạch mật đâu nhá. Dao này là cái dao đau đất thôi. Thông xin một like ủng hộ nha. Cả nhà các bạn. Wow, mật chạy ra. Ai. Trong mặt cái khủng nhá các bạn. Miệng rất là to. Miệng này rất là dai các bạn ạ. Đấy. Đấy. Hơi bột tức nhá. Bây giờ phải để lăn nửa miệng đá này. Hơi khoảng một chút cho thấy tổ này hơi dữ nha mọi người. Mà chích vào tay đấy nhá.
Thông sẽ đeo mã bố tay vào rồi các bạn. Mình sẽ cắt bỏ cái phần này tuyệt đó, lấy cả miệng dài ra nó gầy, nó mà thì được ít mà nó gầy hết kỹ nha các bạn. Đấy thì phần hóa đây, mật rất là da nhé. Con nhìn bánh tù rất là khủng nhưng mà mật đi. Rồi, còn một cái bệnh tù không được rồi các bạn ạ. Nó được định đậy hết luôn nhé. Cho ra hết luôn. Rồi, mật các bạn ơi. Rồi. Mình này toàn là mật không nhá các bạn. Trong này còn hai miếng nhưng mà không luôn tay vào thì thấy hai miếng nhưng mà chắc chắn là mật đang ít cho nên thông quyết định nuôi lại nha các bạn. Một tháng nữa thông sẽ quay lại nhé. Phần đó thì thông sẽ nuôi lại, còn đây mật đây nha các bạn. Mật đã bịt nắp hết nhá. Đó, phần diện này cũng mật luôn nhá. Miệng này này cũng mật, đây nữa. Và những miệng này này nhá cũng mật. Đó. Thì nói tóm lại là tổ ong này đã có mật. Nó cũng không được nhiều lắm đâu, nhưng mà tầm khoảng nửa lít nha các bạn. Thì thông xin chân thành cảm ơn đến quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi hết video của thông. Video này thông xin phép được kết thúc ở đây.
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video tiếp theo. Kính chúc quý vị và các bạn luôn dồi dào sức khỏe nhé.